Theo tin của ABC News, ba cầu thủ bóng rổ trường đại học UCLA bị bắt về tội lấy cắp đồ trong một cửa tiệm của Trung Quốc vào hôm ngày thứ Ba. Trong số bị bắt có Leandro Bo, là em trai của cầu thủ của đội Los Angeles Lakers, Lonzo Bo. Hai người còn lại là Cody Riley và Jalen Hill. Các ba được thả vào sáng sớm ngày thứ Tư sau khi đóng tiền tại ngoại, nhưng được lệnh phải ở lại trong khách sạn ở Hàng Châu cho đến khi hoàn tất thủ tục pháp lý. Đội bóng rổ UCLA đang ở Trung Quốc để tranh tài với Georgia Tech, cũng nhận được một mở màn của thi đấu ở Thượng Hải. Theo kênh truyền hình thể thao ESPN, các cầu thủ này bị thẩm vấn về tội lấy cấp đồ từ cửa hiệu Louis Vuitton, nằm kế bên khách sạn của đội ở Hàng Châu. Qua một văn bản, UCLA cho biết họ đến sự kiện này xảy ra liên quan đến các sinh viên cầu thủ và họ hoàn toàn cho rằng hợp tác trong một cuộc điều tra của chính quyền địa phương.